Vâng, và chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa các bác thì cũng lâu lắm rồi em chưa làm về những dòng âm ly. Và trước đây thì những dòng âm ly thì em cũng rất là hay làm. Và vâng, bây giờ thì em cũng xin phép các bác em giới thiệu để đến quý vị và các bác một cái dòng âm ly. Dòng âm ly này thì em dòng âm ly này là dòng âm ly Gonet. Đấy, vâng, và với dòng âm ly này thì có mã là 9059G. Vâng, và dòng âm ly này thì được sản xuất tại Hàn Quốc. Đây, các bạn có thể nhìn này. Được sản xuất tại Hàn Quốc. Và âm ly này thì nó chạy được Bluetooth. Đây. Ở đằng phía bên trái màn hình của quý vị và các bác đây thì các bác chọn cổng vào. Đấy, đây là chọn cổng vào. Cổng nhạc vào thì cổng A hay là cổng B. Và đây là Bluetooth on off Bluetooth đây. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy ở đây là tiếng to nhỏ của nhạc. Đây, to nhỏ của nhạc. Ở đây các bác có thể chỉnh to nhỏ của bass, to nhỏ của chung và to nhỏ của chép. Ở đây cũng vậy, ở đây thì nó là chỉnh tổng. Đấy. Chỉnh tổng của bass, chỉnh tổng của chung và chỉnh tổng của chép. Và đây là chỉnh tổng volume. Đấy. Và ở đây các bác có thể cho chọn tiếng mic nhé. Các bác ấn vào on, tức là chúng ta sẽ chọn tiếng mic. Ở đây cũng vậy, chọn tiếng mic là mỗi A hay là các bác chọn tiếng mic cả A và B. Và khi các bác chọn tiếng mic cả A và B thì tiếng mic nó sẽ như kiểu là có một cái độ trễ nó từ bên loa này sang bên loa này. Còn khi các bác mà chọn mỗi cổng A đây thì tiếng mic của chúng ta nó sẽ là cả hai loa phát ra cùng lúc. Vâng, và đây thì là cổng cắm mic 1 và cổng cắm mic 2. Thì cách thức chỉnh của nó thì cũng giống như những dòng âm ly Zangwoo bình thường khác. Thì đây là chỉnh to nhỏ của mic, đây chỉnh to nhỏ của bass, echo. Và đây là chỉnh âm thấp. Đấy, chỉnh âm thấp. Đây là chỉnh âm trung, đây là chỉnh âm chép. Và khi các bác chỉnh âm này thì tiếng của chúng ta rất là dày. Đấy. Khi chúng ta hát, tiếng của chúng ta rất là dày. Và cũng tương tự như kênh 1 thì kênh 2 cũng vậy. Đấy, kênh 2 chúng ta cũng chỉnh như vậy. Và đây là chúng ta chỉnh về phần echo. Đấy, đây là phần echo này. Đấy, đây là to nhỏ của echo. Đây là to nhỏ của âm trung. À, xin lỗi quý vị và các bạn, đây là to nhỏ của tiếng bass của chúng ta, tiếng dày của chúng ta, tiếng bass của giọng của chúng ta dày hay là mỏng thì là do chúng ta chỉnh ở đây. Đó, đó là phần echo. Echo mà tiếng của chúng ta dày hay mỏng là chúng ta chỉnh ở đây. Và đây là chỉnh âm cao, âm chép. Và đây là, đây nó chính là cái chế độ lặp lại bao nhiêu lần. Đấy, đây chúng ta có thể chỉnh nó lặp lại bao nhiêu lần. Và đây là chúng ta có thể chỉnh nó là lặp lại dài hay ngắn. Delay. Đấy, đây là delay. Và đây là repeat. Thường thường thì ở trong âm ly nhà chúng ta cũng có không thể nào mà thiếu được hai cái núm này, hai cái núm này ở trong echo của chúng ta, nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta hát lên, khi chúng ta cất lời hát lên, nó có hòa quyện vào với nhau hay là không, nó có xá cái tiếng của chúng ta nó có rõ ràng hay là không, thì là gần như là hai nút này nó sẽ đảm nhiệm rất là nhiều. Và
Với dòng âm ly này thì chúng ta có thể đánh được hai cặp loa. Hai cặp loa thì đằng sau đây các bác có thể nhìn thấy đằng đằng sau đây. Đó. Em sẽ kéo tủ ra một chút. Đây, đằng sau đây các bác có thể nhìn nhìn thấy chúng ta có thể đánh bốn loa nhé. Đó. Chúng ta có thể đánh bốn loa. Và đây thì chúng ta cũng có đường output. Đường output của sub hơi tối một chút. Đường output của sub và đường line. Và chúng ta điều quan trọng hơn là chúng ta cũng có thể đấu cổng chữ U ở đây. Đấy. Hơi tối cho nên là các bác xin các bác thông cảm. Vâng, và các bác có thể nhìn thấy cái nguồn. Đây, nguồn Cornet đây. Đây là hàng rất là có thương hiệu của Hàn Quốc. Thương hiệu rất là lớn của Hàn Quốc. Và bây giờ em sẽ bật lên và em sẽ thử cái tiếng mic cho các bác cùng cùng nghe nhé. Đây. Bây giờ em sẽ thử tiếng mic cho các bác cùng nghe nhé. Đi, một hai một hai ba bốn năm sáu bảy một vâng và bây giờ em sẽ thử thử hát một đoạn nho nhỏ cho các bác cùng thưởng thức cái chất âm của nó. Và với dòng sản phẩm này thì chất âm của nó rất là tốt và rất là sáng, tiếng của nó rất là sáng và hay. Đấy. Đấy, bây giờ là em chỉnh cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Đấy. Đây là chỉnh tiếng mic đây. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, gần như là em không chỉnh gì nhiều. Đấy, em chỉnh rất là ít nhé. Em chỉnh rất là ít. Và bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ hát thử một đoạn rất là nhỏ thôi cho các bác cùng nghe. Vâng, và bây giờ em sẽ thử hát một đoạn. Và chiếc âm ly này thì nó có cả cái nút mà chúng ta chạy mono hoặc là chạy sinte. Đấy. Một hai ba bốn năm sáu. Chế độ chống rú của nó cũng rất là tốt. Con đường xưa em đi vàng lên mái tập thể ngõ hồn rộng tái tê. Anh là thơ vui khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Nhưng như mùa trăng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có đã hẹn đôi mi ngóng theo đường vắng vẻ hỏi còn ai cố chi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng cố trông mời một người xa cuối trời đời đây phiên ngang cách dài. Em ấm đôi lời mình còn nhớ hoài. Em ơi màu áo phong sương mình hương huy hoàng được bàn tay chi nào
trời mong dẫn hình ân tình tình đi bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã bỏ kia vẫn nghi ghi một đêm trăng hơi quang bên đường vắng tay chỉ còn em dạ vâng, và kính thưa các bác, em vừa hát thử một đoạn của nhạc và được chiếc âm ly Queen's 9059G này xử lý, và tiếng nhạc và tiếng mic của nó rất là thoáng và nghe thì cũng rất là ổn, rất là hay. Vâng, và như các bác có thể nhìn thấy, nhìn vào chiếc âm ly này nhìn rất là chất phải không ạ? Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc quý vị có thể comment bên dưới và để lại số điện thoại, bên em sẽ liên lạc trực tiếp với các bác. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.